Tiếng Anh lớp 8 sẽ không làm khó bạn nếu sử dụng quyển notebook tiếng Anh này. Thiết kế nhỏ gọn như cuốn sổ tay vô cùng tiện lợi. Nội dung tóm tắt các điểm ngữ pháp theo kiểu ghi chú ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Các em sẽ biết cách dùng các mạo từ ở anh, the, cách dùng động từ nguyên mẫu có to và danh động từ. Các bài được chia theo nhiều màu sắc giúp thu hút và tạo ấn tượng cho não bộ. Vì vậy quyển sách này sẽ là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các em học tiếng Anh. Mua và trải nghiệm tại Nu Sách nhé.